Kênh YouTube bán nhà chính chủ quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn căn nhà tại phường Tân Phú quận 7 nha anh chị. Anh chị xem kênh anh chị đăng ký ủng hộ giúp mình nha anh chị. Nhà mình ở phường Tân Phú quận 7. Diện tích là 4 x 10m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha anh chị. Nhà mình cách chợ Tân Mỹ khoảng chừng 20m nha anh chị. Đây mình quay trước đường chợ Tân Mỹ cho anh chị xem rồi mình vô trong nhà mình xem nhà nha anh chị nha. Đây trước đường nhà mình nha anh chị. Đó, đó là chợ Tân Mỹ nha anh chị. Nhà mình đi bộ là chợ Tân Mỹ chưa được 2 phút nữa anh chị. Đó, cách đó có chừng 10m 20m. Nhà mình là đi tứ hướng nha anh chị. Vô Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 1 phút rồi. Đây là nhà mình nha anh chị, nhà mình là một trệt 2 lầu nha anh chị. Đó. Nhà mình một trệt 2 lầu đó nha anh chị. Đó. Nhà mình là hướng Bắc nha anh chị. Hướng Bắc à, để mình quay bên trong cho anh chị xem. Ở bên này ở trước nhà mình là có cái sân này nha anh chị. Đây trước nhà có cái sân. Nhà mình là 2 lớp cửa nha anh chị à, mình là 1 lớp cửa cuốn và 1 cái lớp cửa nhôm sofa nha anh chị à, mua bán là chủ nhà tặng hết nội thất luôn nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 4, dài 10m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha anh chị. Đó, để mình quay bên trong trước nhà cho anh chị xem nha anh chị nha. Đó. Đây là bên trong nhà mình nha anh chị. Phòng khách là khá rộng rãi luôn. Thì anh chị nào về mà mở đang ngành nghề nha anh chị, mở văn phòng công ty ở đây cũng rất là đẹp nha anh chị. Nhà mình hướng Bắc nha anh chị. Với từng trệt mình là có cái nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Đây là nhà vệ sinh từng trệt nhà mình. Ở sau nhà mình trang bị cũng khá rộng rãi nha anh chị. Hả? Nhà mình ở phường Tân Phú quận 7 nha anh chị, ngay chỗ đường Tân Mỹ nha anh chị, ngay chợ Tân Mỹ cách Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 1 phút 2 phút nha anh chị. Hả? Mình đi trung tâm quận 1 những 10 15 phút nha anh chị. Hả? Trường học quốc tế 1 2 3 cấp 3 rồi là đầy đủ nha anh chị. Đây là mình quay rõ cặn kẽ trước phòng trước nhà mình cho anh chị xem nha. Nhà mình là đường trước nhà được 8m nha anh chị. Đó. Rồi đây để mình mời anh chị đi lên lầu 1 để mình xem bên trên lầu 1 nhà mình nha anh chị. Đây nhà mình có diện tích là ngang 4, dài 10m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha anh chị. Chủ nhà muốn bán cái giá là 7,5 tỷ còn thương lượng nha anh chị. 7,5 tỷ còn thương lượng. Đây là chủ nhà mua bán là tặng hết nội thất nha anh chị. Đó. Đây máy lạnh luôn. Đó là máy lạnh luôn, có ấy luôn. Nhà mình hướng Bắc nha anh chị. Đó, vệ sinh nằm trong phòng luôn. Đây, vệ sinh nằm trong phòng luôn. Đó, mình quay trước trên đường cho anh chị xem nha. Đây là ban công trước nhà mình nha anh chị. Đó, đây là ban công trước nhà mình. Đây cái đường nhà mình nha anh chị, khu mình là khu cao tầng nha anh chị, khu nhà giàu á, khu này khu sang trọng lắm nha anh chị. Đó, phường Tân Phú quận 7. Đó, chủ nhà tặng máy lạnh cho mình nè. Đây mình quay cặn kẽ rõ ràng cho anh chị xem để anh chị tham khảo nha. Đây mình, anh chị xem phòng sau nha. Nhà mình ở vệ sinh nằm trong nhà luôn nha anh chị. Đó, máy lạnh của nhà tặng luôn á. Nhà mình có lớp ốp gỗ sẵn rồi nha chị, sàn là ốp gỗ rồi, cái phòng mình là đã ốp gỗ rồi nha chị. Đó. Đây là nhà vệ sinh trong phòng nhà mình đây. Đó. Mình quay cận kẽ cho chị xem. Đây lấy cho chị xem. Đây mình mời anh chị lên lầu 2 nha.
Nhà mình cái diện tích là ngang 4, dài 10 mét, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 7 tỷ rưỡi còn thương lượng nha anh chị. Nhà mình hướng Bắc nha anh chị. Mua bán là chủ nhà tặng cho mình được mấy cái máy lạnh nha anh chị. Sàn thì chủ nhà đã ốp gỗ sẵn cho mình rồi. Hả? Nhà mình là hướng Bắc luôn. Anh chị mà đi xem nhà anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913 781712, mình sẵn sàng để đưa anh chị đi qua mình xem nhà nha anh chị. Đây, mình lên chị ra phòng sau để mình xem phòng sau nhà mình nha. Đây, phòng sau nhà mình. 4 phòng là có 4 máy lạnh luôn nha anh chị. 4 phòng có 4 máy lạnh luôn. Nhà mình vệ sinh nằm trong phòng luôn. Nhà mình là phường Tân Phú, quận 7, cách chợ Tân Mỹ khoảng chừng 10 mét nha anh chị, 10-20 mét thôi. Đi ra Phú Mỹ Hưng, Tâm Đức, FB là cũng chừng chưa tới 3 phút nha anh chị. Đó, mình quay cận kẽ rồi cho anh chị xem rồi đó. Đó, anh chị xem, anh chị thấy hay, anh chị đăng ký ủng hộ giúp mình nha anh chị nha.